5 câu nói có thể giúp hàng triệu người đổi vận. Hãy đọc để ngẫm về chính mình. Có những đạo lý ở đời tồn tại ngàn năm bất biến, và một khi lĩnh hội được những thứ đó, vận mệnh của chúng ta sẽ thay đổi rất nhiều. 5 câu nói dưới đây thật đáng để đọc và ngẫm. 1. Oán trách là một thứ thuốc độc. Oán trách sẽ hủy hoại ý chí của con người, làm vơi bớt sự nhiệt tình vốn có trong chúng ta. Thay vì oán trách số phận, hãy tìm cách thay đổi số phận của chính mình. Thay vì oán trách cuộc sống, chi bằng hãy cải thiện cuộc sống. Dù sao đi nữa, oán trách không đồng nghĩa với việc tìm ra cách để giải quyết vấn đề. Vì thế cho nên, trong cuộc sống này, khi chúng ta phải đối mặt với chuyện gì đi nữa, hãy dồn sức cho việc tìm ra biện pháp giải quyết, khắc phục, thay vì tìm kiếm các lý do để bao biện, lấp liếm hay oán trách, đổ lỗi cho người khác. Kẻ mạnh không phải là những kẻ không có nước mắt, mà là họ nuốt nước mắt vào trong để tiếp tục hướng về phía trước. 2. Cuộc sống khổ sở chỉ bởi dục vọng quá nhiều. Cuộc sống vốn dĩ không khổ. Con người cảm thấy khổ là bởi dục vọng quá nhiều, và khi không thể đạt được, họ sẽ cảm thấy bế tắc, khổ sở, và hẳn là sẽ có thêm cả sự oán trách. Cả sự oán trách đời thật bất công. Trên thực tế, đã có rất nhiều người thông minh nhưng không thể đặt chân lên con đường thành công. Ai cũng biết rõ rằng trong cuộc đời mỗi con người khó có thể tránh được những lúc gặp khó khăn đến mức không thể vượt qua. Những lúc như thế, lùi một bước cũng là một cách, hoặc hãy tìm những biện pháp khác. Dù tốn thời gian một chút, mất nhiều công sức hơn một chút, nhưng đạt được mục đích vẫn hơn là cố chấp. Muốn đạt được dục vọng ngay lập tức và sau đó nhận kết cục cay đắng. Trong cuộc sống này, khó khăn đôi khi lại là cơ hội. Tìm một con đường không thẳng cũng chẳng gần để đi, đôi khi lại là quyết định thông minh và sáng suốt. Chỉ tiếc rằng nhiều người trong chúng ta chưa nghĩ được như vậy, không thể từ bỏ hoàn toàn hoặc tạm từ bỏ được dục vọng quá lớn, để rồi tự rước đau khổ về cho bản thân. Bởi dục vọng của con người gần như là vô tận, nên con người càng phải tỉnh táo để nhận ra rằng những thứ thực sự khiến chúng ta thỏa mãn đôi khi rất ít, và đôi khi những thứ đó lại đơn giản đến mức không tưởng. Ví dụ như một nụ cười, một sự cho đi dù rất nhỏ. Hãy tu tâm dưỡng tính để biết nhu cầu nào là cần thiết và nhu cầu nào là nên buông bỏ, để cuộc sống vơi đi bớt khổ đau. 3. Càng nỗ lực càng may mắn. Với bất cứ ai trong chúng ta, việc được trải nghiệm nhiều, được va vấp nhiều một cách tự nhiên sẽ khiến cho người đó suy nghĩ, tư duy nhiều hơn. Và càng xuất sắc, con người càng nỗ lực. Những người ưu tú luôn nhìn thấy những người giỏi hơn mình, trong khi những người bình thường chỉ nhìn thấy những người kém hơn mình mà thôi. Hãy nhớ kỹ câu nói, càng nỗ lực bạn sẽ càng may mắn, và hãy coi đó là kim chỉ nam để mỗi người chúng ta có thể gặp được nhiều may mắn. 4. Hãy giữ cho mình ở trạng thái tốt nhất. Trạng thái tốt nhất chính là cảm giác thỏa mãn, an nhiên trong mọi cảnh ngộ của cuộc sống. Gặp sự cố nào đi nữa cũng không hấp tấp, nóng vội. Trạng thái tốt nhất là cảm xúc biết yêu thương, quan tâm, lo lắng cho người khác, nhưng đừng bám riết làm phiền họ. Trạng thái tốt nhất là khi con người có suy nghĩ, có lý tưởng, làm việc theo lý tính, hài hước, dám nói về những điểm chưa được của bản thân, biết vì những người thân yêu mà từ bỏ mọi thủ đoạn không tốt đẹp. Hãy giữ cho một cái tâm thật tĩnh giữa dòng đời biến động. Và nên nhớ rằng, thứ có thể quấy nhiễu lòng bạn thường là tâm soi mói của ta. Thứ có thể thương tổn ta thường là điều luẩn quẩn
trong lòng. Hãy biết buông bỏ để chính bản thân ta được sống trong trạng thái thoải mái nhất. Nếu chúng ta hòa nhã, sẽ không ai dám hận. Nếu không truy xét sâu xa, không có ai có thể làm chúng ta phiền lòng. Và khi có trạng thái tốt nhất, mọi việc chúng ta làm xuất phát từ trái tim yêu thương, khối óc lý trí sẽ đạt được kết quả như mong đợi. 5. Phải tin vào chính mình. Khi bạn thông minh, có thể sẽ có người nói rằng bạn nhiều thủ đoạn. Khi bạn nỗ lực, có thể sẽ có người nói chẳng qua là bạn gặp may. Khi bạn chân thành, có thể sẽ có người nói bạn giả tạo. Trong cuộc đời, chúng ta hẳn sẽ gặp phải rất nhiều người. Và hãy nhớ, chúng ta không cần thiết phải sống theo đánh giá và cách nhìn nhận của họ. Chỉ cần chúng ta giữ cho tâm mình luôn sáng, không hổ thẹn với lòng mình. Ngoài ra, đừng bao giờ nghĩ đến việc lấy lòng, ve vãn những kẻ không hiểu mình. Càng không nên suy nghĩ lăn tăn về những kẻ cố tình dìm mình. Cho dù cả thế giới có phủ nhận, chúng ta hãy cứ tin vào bản thân mình. Thế là đủ. Lĩnh hội thấm nhuần 5 câu nói trên, hẳn mỗi chúng ta sẽ dung hòa được mọi thứ trong cuộc sống. Hãy tin rằng trong cuộc sống này vạn sự tùy duyên. Cứ nỗ lực hết sức, làm đúng với lương tâm, không hổ thẹn với lòng mình. Cái gì là của bạn, ắt nó sẽ thuộc về bạn. Im lặng là một loại trí tuệ, một loại cảnh giới cao của tu dưỡng. Người xưa có câu, học nói thì chỉ mất 2 năm, nhưng học im lặng thì phải mất cả đời. Im lặng không chỉ là một loại trí tuệ, mà còn là một loại cảnh giới cao. Booker Washington là một nhà giáo dục, tác giả và nhà lãnh đạo trong cộng đồng da đen từ cuối những năm 1800 tới khi qua đời vào năm 1915. Ông trở thành tổng thống đầu tiên của Viện Tuskegee, cũng là một trong những người Mỹ gốc Phi đầu tiên được mời đến Nhà Trắng. Có một câu chuyện nổi tiếng trong cuộc đời ông như thế này. Một lần Washington đang cùng một người bạn da trắng đi trên đường. Khi họ đang vừa đi vừa trò chuyện, thì Washington bị một người da trắng có tính khiêu khích và ngạo mạn, cố ý dùng tay đẩy mạnh, làm ông ngã nhào xuống đất. Washington đứng dậy, lấy tay phủi bụi trên quần áo, không nói gì, và trên nét mặt cũng không có vẻ gì là oán hận. Nhưng người bạn da trắng đi cùng ông thì vô cùng bất bình, tức giận nói: sao cậu có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ đã bắt nạt cậu như thế được? Washington bình tĩnh nhìn người bạn và nói: người nào muốn làm mình bực tức, mình sẽ không để người ấy làm được điều đó. Biện pháp tốt nhất chính là im lặng và không để ý đến họ. Chính thái độ nhân sinh của nhà giáo dục Washington đã khiến ông chẳng những trở thành người phát ngôn của người da đen ở nước Mỹ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, mà ông còn hợp tác với những người da trắng, thành lập nên hàng trăm trường học, các tổ chức giáo dục, đóng góp rất nhiều công sức cho sự nâng cao bình đẳng giáo dục của người da đen ở Nam Mỹ. Cuộc đời sẽ có lúc bạn nhận ra rằng ngàn lời nói chi bằng không nói một lời nào. Vậy, trong những trường hợp nào thì nên im lặng? Hãy tham khảo những trường hợp dưới đây. 1. Khi bị xem nhẹ, đừng nói lời oán giận. Hãy nhớ kỹ rằng, trên đời này, người thực sự không coi thường bạn chính là người quan tâm đến bạn. Đến một ngày nào đó, bạn không còn quan trọng trong mắt họ thì cũng là duyên đã hết, và nên cảm ơn họ, đừng oán giận. Khi đối mặt với người xem nhẹ bạn, hãy suy nghĩ xem, có lẽ bởi vì bạn đã làm tổn thương họ, hay điều tốt mà bạn làm còn chưa đủ, hay người khác không cần thiết phải quá để tâm đến bạn. Vì vậy, cho dù bất cứ ai xem nhẹ bạn thì oán giận cũng chỉ là vô ích
thậm chí còn khiến mối quan hệ tồi tệ hơn, mâu thuẫn xảy ra và dẫn đến kết quả xấu. 2. Khi bị người khác nhục mạ, đừng nói lời sằng bậy, vô nghĩa. Đời người không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Khi bị người khác nhục mạ, rất nhiều người sẽ miên man suy nghĩ. Khi bị cảm xúc bi quan chế ước, họ sẽ rất dễ suy đoán lung tung, hồ đồ. Khi đó, người ta thường phát tiết ra và nói những lời vô nghĩa. Vì vậy, khi bị người khác nhục mạ, thì thái độ ứng xử tốt nhất không phải là bất mãn, mà là tự suy xét lại bản thân mình, khách quan phân tích và tìm ra nguyên nhân bản thân bị nhục mạ là gì và từ bỏ nó đi. Trên thế giới này, người có thể cứu vớt mình chính là bản thân mình. Điều người khác có thể làm chỉ là khuyên giải. 3. Ghen tị với người khác, đừng nói lời đồn đại. Ghen tị là một tật xấu mà rất nhiều người gặp phải. Ghen tức sẽ ảnh hưởng đến cả thân thể và tinh thần của một người. Nó sinh ra lòng thù hận, hại người, hại mình. Một người có được gì thì đó là trong mệnh của họ đã được an bài dựa theo đức và nghiệp mà họ tích được. Nếu muốn được những điều tốt đẹp, hãy tự nhắc nhở bản thân hành thiện, làm việc tốt. Đối mặt với những người hơn mình, không nên ghen tị, đố kỵ mà phao tin đồn để làm hại họ. Bởi vì thực ra hại người cũng chính là hại mình. Thứ tư, khi được người khác khen ngợi, đừng nói lời ngông cuồng, ngạo mạn. Khi được người khác khen ngợi, khẳng định năng lực chính là vì bạn làm tốt một lĩnh vực nào đó. Nhưng kỳ thực, mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Đừng nên vì thế mà vội kiêu ngạo. Trong cuộc sống rất cần những lời khen ngợi, nhưng đừng vì sự ngưỡng mộ, tán thưởng của người khác mà trở thành người ngạo mạn, tự đại mà mê lạc mất bản thân. Người nói lời quá ngông cuồng, ngạo mạn thì chỉ nhận được sự chán ghét của người khác và họ sẽ dần rời xa bạn. Hãy nhớ kỹ rằng, để có được thành công, ngoài bản thân bạn ra, còn cần có rất nhiều người giúp đỡ. Người xưa có câu, nước có thể nâng thuyền lên, nhưng cũng có thể làm thuyền lật. Câu nói này thực sự là có đạo lý. Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích, hãy cùng chia sẻ đến mọi người bạn nhé. Chúc các bạn luôn có một cuộc sống hạnh phúc, tràn ngập niềm vui.